Chào anh em nhé, mình là Kẹo Ngon Ba Miền. Hôm nay quay trở lại giới thiệu anh em các dòng kẹo 5.5 bên mình nhá. Đấy, 5.5 nhà mình có nấm ngăn mập này, sở lung này, xuyên phá này, nấm thân dài, monster, đầy đủ các dòng kẹo luôn. Đó, thì mình đang bán là 450 một cân bao ship tất cả các mẫu, chỉ có sở lung 5.5 23g là 500.000 một cân bao ship anh em nhá. Đấy. Anh em mua hàng hay là cần tư vấn gì anh em cứ alo trực tiếp qua hay xuống clip cho mình, số điện thoại và Zalo mình vào 24/24. Và anh em mua hàng bên mình thì lưu ý giúp mình là hàng 100% đều là hàng không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì mua hàng, không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên nhá. Còn hàng nhà mình thì mình hỗ trợ bao đổi trả thoải mái cho anh em. Anh em nhận hàng về cảm thấy ưng để lại chơi, không ưng giả lại thoải mái, test không dụng giả lại thoải mái anh em nhá. Đó. Đầu tiên, đây là cái dòng kẹo lấm ngắn mập anh em nhá. Đấy, mẫu kẹo mà chơi rất là dễ chơi, không ghen cành, anh em đang ưa chuộng rất là nhiều. Đó, mình đang bán mạnh nhất mẫu này luôn. Đấy, mẫu này thì mình đang có 5.5, 5.52, 5.54, 5.56 anh em nhá. Đấy là đối với dòng 5.5. Đấy. Hàng nhập đồng máy chi mềm, hàng không bao giờ có vía. Đó. Viên kẹo rất là sắc nét và khột mắt anh em nhá. Mình đang bán là 450 một cân bao ship, anh em khách mới chưa biết chất lượng mình có thể hỗ trợ cho anh em là bán nửa cân là 250. Đấy. Hàng bao đều bao đẹp, nhận hàng không giả lại, test không dụng giả lại thoải mái luôn. Đấy. Còn đây là mẫu kẹo sở lung 5.5 23g anh em nhá. Đấy. 23g này thì mình đang bán là 500.000 một cân bao ship. Đó, 500.000 một cân bao ship anh em nhá. Mẫu này thì chơi dễ chơi hơn mẫu 27g, dễ căn chỉnh hơn, dễ chơi hơn. Nhưng mà nếu mà anh em căn chỉnh tốt ấy, thì anh em sẽ chơi cái loại 27g, độ phê nó sẽ cao hơn anh em nhá, chơi tầm xa sẽ tốt hơn, chịu gió tốt hơn. Đây, bản 27g đây cho anh em xem này. Đó. Chơi tầm xa tốt hơn nhưng mà nó sẽ khó chơi hơn anh em nhá, khó chơi hơn. Đấy, khó căn chỉnh hơn đối với những ai mà ít kinh nghiệm. Đó. Những ai không chơi được 27 thì anh em chơi 23, 27 là 450 nha anh em nhá. Còn đây là xuyên phá này. Xuyên phá cho anh em đi săn những con hàng. Đấy, anh em đi rừng. Đấy. Mẫu này sẽ dễ chơi hơn mẫu sở lung anh em nhá, bởi vì điểm tiếp xúc hương của nó chỉ là 4 cái gân này thôi. Đó, nó chỉ là 4 gân thôi anh em nhá. Đấy. Độ xuyên thấu cực mạnh. Đấy. Mạnh hơn sở lung. Còn nói về phá rộng thì chắc là không bằng sở lung được, nhưng mà độ xuyên thấu của nó mạnh hơn sở lung. Còn đây là monster này. Đấy. Monster. Mẫu này chơi không ghen cành, nó dài hơn ngắn mập một chút, độ vươn sẽ nhỉnh hơn và nước gió nó sẽ tốt hơn anh em nhá. Và chơi thì cũng không ghen cành. Mình đang bán là 450 một cân bao ship, hàng thì 100% không bao giờ có vía. Đấy. Váy cực đều luôn, váy chung hai tầng, cực đều và đẹp anh em nhá. Nhận hàng không giả lại, test không trụng giả lại thoải mái luôn. Còn đây là lấm thân dài. Đấy, lấm thân dài có độ vươn và độ nứt gió cực kỳ là tốt anh em nhá. Đấy, tốt nhất trong ba loại lấm, đấy, lấm ngắn mập, lấm monster và mẫu này. Đó, thì mẫu này nó đang là tốt nhất anh em nhá, nhưng chơi nó sẽ hơi kén cành một chút, không thích hợp cho những ai mà chơi cành khương dày. Đấy, còn ai mà có cành khương mỏng ấy thì chơi cực kỳ là phê luôn. Đấy, khương mỏng, cành ít khương chơi cực kỳ là phê luôn. Đó, chỉ là 450 một cân bao ship anh em nhá. Thế anh em mua hàng hay là cần tư vấn gì thì anh em cứ alo trực tiếp qua số clip cho mình, số điện thoại và Zalo mình mà 24/24. Chào anh em.